lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nằm viện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt vào đầu tháng 12 và phải nhập viện vào tuần trước vì các biến chứng. Theo hãng tin Reuters, đây là thông tin được Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed công bố hôm 9 tháng 1. Trước đó, việc ông Austin nằm viện được giữ bí mật với cả Nhà Trắng và dư luận Mỹ trong vài ngày. Tuyên bố từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed cho hay ông Austin được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt trong lần khám sàng lọc vào đầu tháng 12 năm 2023 và đã thực hiện thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để cắt bỏ tuyến tiền liệt vào ngày 22 tháng 12. Trong quá trình phẫu thuật, ông Austin đã được gây mê toàn thân nhưng hồi phục bình thường và về nhà vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, tới ngày 1 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải nhập viện do biến chứng nhiễm trùng đường tiết niệu. Ông đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, ICU, vào ngày hôm sau. Các bác sĩ cho biết tình trạng nhiễm trùng đã khỏi và dự đoán ông Austin sẽ hồi phục hoàn toàn, nhưng đây có thể là quá trình chậm. Lầu Năm Góc lần đầu tiên đề cập đến sự vắng mặt của Bộ trưởng Austin là ngày 5 tháng 1. Vào cuối tuần qua, ông Austin vẫn nằm viện và làm việc từ xa, nhưng chưa thông báo cho Tổng thống Joe Biden và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc từng mô tả nguyên nhân khiến ông Austin phải nhập viện là biến chứng của một cuộc phẫu thuật tự chọn. Và thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nằm viện không được tiết lộ vì liên quan tới quyền riêng tư. Ngay cả cấp phó là Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks cũng chỉ biết tin ông Austin nhập viện vào ngày 5 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.